Tôi tên là Lê Bích Nga, là giáo viên của trường tiểu học Bình Minh, là giáo viên lâu năm của trường. Từ ngày thành lập đến nay là 25 năm. Một kỷ niệm sâu sắc nhất đó là một bạn học sinh. Cái ngày 20 tháng 11, thực ra là những cháu học sinh tiểu học ấy, thì các cháu có những bông hoa, có những cháu thì viết được thiếp, có những cháu thì tặng cô những bó hoa, hay là có những cháu hát được tặng cô. Thế tuy nhiên thì các bạn hòa nhập này ấy, thì không làm được việc đó. Cái ngày 20 tháng 11, bạn có lên và rất là rụt rè. Thì tôi cũng hỏi rằng, con có cái việc gì không? Mà con lại lên bàn cô. Thì bạn ấy trả lời rằng, con chỉ có một bức tranh, con vẽ tặng cô. Và tôi rất là cảm động, bởi vì là bạn ấy vẽ rất là đẹp. Mà tôi nghĩ rằng là có thể những cái việc thường mà các bạn tiểu học có thể có. Đó là gì? Có những bó hoa tươi thắm, có những bài hát hay, có những điệu múa giỏi. Nhưng bạn đó đã không có điều đó. Và bạn đã tặng cô một bức tranh làm tôi rất là cảm động. Và tôi nghĩ rằng là đó là... đó là cái tình cảm mà học sinh dành cho tôi. Và tôi nghĩ rằng là chính cái tình cảm đó đã giúp tôi là chính tình cảm của bạn học trò đó sẽ giúp tôi là vượt trên tất cả. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng